Cái sau khi mà Vân bôi cái lớp kem này đi ha, để coi nó có bật tông hay không, và so sánh với cái tay mà Vân không có sử dụng á, xem như thế nào nha mọi người. Chào mọi người, Vân mới đi quay ở Đà Lạt về. Hôm nay được một bữa nghỉ ngơi ở nhà, tự nhiên Vân nảy ra một ý định là Vân muốn review với mọi người, muốn tâm sự với mọi người một chút xíu về một cái bộ sản phẩm mà theo Vân thấy nó cũng rất là thú vị. Trước mặt Vân là cái bộ sản phẩm gọi là, tức là nó là một combo skin AEC. Thì cái này nếu như mà ai mà lướt Facebook á, thì cũng sẽ thấy là nó hiển thị lên rất nhiều. Bản thân Vân cũng vậy. Tại sao Vân biết đến cái sản phẩm này? Là mỗi ngày đều lướt Facebook thì Vân thấy là ủa sao trong cái giới nghệ sĩ á, nhiều người dùng quá. Vân thấy có Thanh Thủy nè, có Vi Oanh nè, Cát Tường nè, Vân Trang nè, Thanh Thủy bạn mình nữa. Mà cái người mà tạo cho Vân cái ấn tượng nhất là Lê Dương Bảo Lâm, là tại vì Lê Dương Bảo Lâm bôi cái mặt đen thù lùi á, xong một hồi á, là gọi là chùi đi á, thì là cái mặt vẫn trắng sáng, cứ là hồng hào. Thì Vân rất là tò mò luôn, định là đi tìm cái sản phẩm này xài thử coi có giống như là những cái gì các bạn nói hay không á. Thì là vô tình bà Bí Ngô ở nhà, Bí Ngô con gái Vân á, là nó đã có một cái bộ sản phẩm này từ đời nào rồi. Bí Ngô là một cái đứa bé mà rất là ngộ, nó mới 12 tuổi thôi nhưng mà cái đam mê về mỹ phẩm của nó thì là vô biên, có nghĩa là cái gì nó cũng muốn thử qua, cái gì nó cũng muốn sưu tầm hết. Bí Ngô đã lén xài cái này rồi, thành ra Vân xài thử. Thực sự thì Vân xài thử, Vân thấy là nó có kết quả, cho nên ngày hôm nay Vân rất muốn giới thiệu với mọi người. Biết tại sao? Tại vì Vân đi Đà Lạt, Vân quay nè. Cái da của Vân thì bình thường rất là trắng. Ai cũng nói ủa sao mà trắng dữ vậy? Nhưng mà rõ ràng là khi đi Đà Lạt về thì Vân bị, khi Vân quay á, Vân bị sương muối á. Bị sương muối, thành ra là nó sạm cái da mình lại. Đó, thì hôm nay Vân định là sử dụng cái này, thì sẵn vậy là Vân review cho mọi người biết luôn. Là vì vậy nè, Vân á, thì là Vân sử dụng một tuần chỉ có 2 lần thôi, cho nên ngày hôm nay nhân được nghỉ thì Vân làm luôn. Tức là cái công dụng của cái này rất là ngộ nha mọi người, đặc biệt là cái này nè, cái sản phẩm này gọi là sao ta, ủ kích trắng da bằng than hoạt tính. Thì than hoạt tính thì mọi người biết rồi, cái than đó nó có rất nhiều tác dụng luôn. Vân đã từng thấy người ta đánh răng bằng than đó, đánh răng bằng than thì cái răng rất là trắng. Thành ra Vân cũng tò mò, Vân xài thử. Thì là vì những lần trước Vân xài Vân có cái hiệu quả rồi, cho nên bây giờ Vân muốn xài để cho mọi người thấy luôn. Đầu tiên á, là Vân làm cái này trước đi. Vân sẽ lấy một cái lượng kem vừa phải, Vân bôi lên tay. Thì khi Vân bôi lên xong xuôi á, thì mình sẽ ủ là trong vòng khoảng 20 phút. Nếu cái người nào mà da đen quá thì có thể là hơn một chút xíu, 25 phút. Nhưng mà bình thường á, nếu Vân không có đi, cái da Vân không bị đen, bị sạm như thế này bởi cái sương muối thì Vân chỉ làm trong khoảng là 15 phút thôi. Nhưng hôm nay Vân sẽ làm trong khoảng 20 phút. Đó, để cho cái da nó trắng sáng hẳn. Đó, ôi. Thực sự nếu mà không có ai sử dụng cho mình thấy thì đúng là thế, mà bôi đen thù lùi vậy là mình không dám làm luôn á. Vân thấy Lê Dương Bảo Lâm làm Vân mắc cười quá trời luôn. Tùy theo nha mọi người, vì tùy theo cái độ trắng của da của mình á, hoặc là cái độ mà gọi là cái tần suất của mình sử dụng cái kem này á, để mình có thể bôi cái lượng kem làm sao cho nó vừa phải. Chẳng hạn như Vân bình thường da Vân trắng và mà Vân muốn bảo tồn cái trắng đó, giữ gìn cái trắng đó, thì Vân chỉ làm trong, tức là Vân chỉ lấy một lượng kem ít hơn như thế này. Nhưng mà bây giờ vì da của Vân nó đang bị cái sương muối của cái lần đi quay Đà Lạt, cho nên Vân làm cái kem nó hơi nhiều một chút xíu. Thì đây, đây nha, Vân bôi đây và Vân sẽ ủ trong vòng 20 phút nha mọi người. Sau đó Vân sẽ rửa bằng nước sạch. Nhìn ghê không? Đây, cái bộ, một bộ của nó là nó bao gồm như vậy nha mọi người. Chai sữa tắm màu hồng, mùi rất là nhẹ nhàng, dễ thương và gọi là quyến rũ nữa. Cái chai sữa tắm này á, thì Vân chỉ tắm một lần trong một ngày thôi. Cho nên rằng á, là Vân sẽ tắm cái này trước. Thì cái chai sữa tắm này á, Vân nghiên cứu á, tức là Vân có đọc trên bao bì và Vân cũng đã sử dụng rồi, thì là nó rất nhiều các loại vitamin mà để nó tạo cho cái da của mình nó mềm, nó thấm sâu cái vitamin đó vào da của mình, tạo cho da của mình nó tươi, nó mềm, rồi nó lại thơm lâu, nó sạch nữa.
nó rất là sạch luôn, tại vì nó thấm sâu vào tận lỗ chân lông và nó đẩy tất cả những cái chất dơ ra. Đồng thời á, là nếu da của mình á, mà có cái đồi mồi hoặc là da bị khô, bị vẩy á, thì mình tắm cái này một thời gian nó cũng sẽ mềm và nó mất những cái vẩy khô đó đi. Thì sau khi mà mình tắm sạch sẽ rồi thì mình mới sử dụng tới cái này nha mọi người. Một tuần á, là Vân chỉ sử dụng 2 lần thôi. Sử dụng cái này trong vòng 20 phút là mình mới đi rửa cái này bằng nước. Vân chuẩn bị sẵn đây rồi, chút xíu đủ 20 phút á, là Vân sẽ rửa cho mọi người thấy. Mà chỉ một lần thôi là nó bật tông liền. Có nghĩa là chút xíu Vân sẽ so sánh nha. Vân xài một tay, còn tay này Vân không xài thì mọi người sẽ thấy là nó khác hẳn nhau luôn. Nó khác hẳn nhau luôn. Rồi sau khi mà mình gọi là sau khi mà mình rửa sạch bằng cái nước sạch rồi thì bắt đầu mình mới sử dụng đến cái này là sao? Là một cái kem dưỡng ngày và một cái kem dưỡng đêm. Một cái chai như vậy á, là nó sẽ là 490.000 cho một chai ha. Đó, nếu mà mình mua riêng lẻ. Nhưng mà nếu như mình mua một ba chai này là gồm một cái chai ủ kích trắng bằng than hoạt tính này ha, với lại hai cái chai mà dưỡng ban ngày và dưỡng ban đêm này, thì mình sẽ được tặng một cái chai sữa tắm. Đó, mình được tặng cái này. Và nếu như nguyên một cái bộ, đây là mình mua nè, đây là mình tách cái này ra nha, mình mua ba cái chai này á, thì cái giá trị tiền sẽ là 1.470.000 và được tặng thêm cái này. Đó, cái sản phẩm 4 chai như vậy mình chia ra trong 2 tháng, 1 tháng vậy mình chia ra cho 30 ngày thì Vân thấy là nó không có nhiều tiền. Và chị em phụ nữ mình có thể tằn tiện để mình mua cái bộ sản phẩm này về để mà mình hỗ trợ, tức là mình tự tận hưởng, mình tự enjoy cho bản thân mình một làn da trắng sáng mềm mại, để cho coi như mình tự hãnh diện với bản thân, rồi chồng cũng thương hơn, rồi bạn bè thì cũng ngưỡng mộ nhiều hơn. Đó, cái kem dưỡng da ban ngày này rất là hay nha, có tác dụng là chống nắng, chống cái tia cực tím. Mà bây giờ thì mọi người biết rồi đó, cái biến đổi khí hậu thì là ra ngoài đường một cái là hầu như là coi như là ở Sài Gòn mình bây giờ là gần như là không có mùa lạnh luôn rồi, toàn là mùa nóng với mùa mưa thôi, mà cái mùa nóng nhiều hơn, nắng nóng kinh khủng luôn. Mình bôi cái này mà nhất là những người mà nghề của Vân á, là phải quay ở ngoài ánh sáng, nhiều khi người ta đi đường người ta còn bịt này bịt nọ, mặt mũi người ta bịt được, chứ còn như tụi Vân đây á là không có bịt được mặt luôn, là phải quay dơ người trong ánh sáng như vậy. Nhưng mà mọi người thấy cái da của Vân vẫn rất là ok, thì mình phải hỗ trợ với cái này, những cái loại sản phẩm mà để nó chống lại cái tia cực tím. Mà một cái điều này nữa nè, cái loại than hoạt tính này nha, mình sử dụng một thời gian, tức là nó làm cho cái vảy đồi mồi á, cái vảy đồi mồi á, nó hết luôn đó mọi người. Đó, tại vì bây giờ sắp tới là mình Vân sẽ dùng thử xem, Vân xài thử cái da chân của Vân coi nó có mềm hơn hay không. Cái đó Vân chưa xài thử, Vân mới xài ở tay thôi. Nhưng mà nếu mà nó mềm nữa là Vân giới thiệu nữa cho mọi người luôn đó. Đó, bây giờ là chắc là Vân nghĩ là đến cái thời điểm mà Vân phải xem là cái sau khi mà Vân bôi cái lớp kem này đi ha, để coi nó có bật tông hay không, và so sánh với cái tay mà Vân không có sử dụng á, xem như thế nào nha mọi người. Với cái xương muối của Đà Lạt á, để mà mình gọi là khôi phục lại cái da mà nó giống như da thiệt của mình á, nó khó hơn mặt nắng luôn á, tại vì cái xương muối nó thấm vào, nó làm cho da mình sạm đen đi. Đó, nhưng mà nhờ cái sự hỗ trợ của cái này thì thay vì như một tháng Vân mới lấy lại được cái làn da của mình, thì có thể là một tuần hoặc là hai tuần, một tuần thì Vân sẽ lấy lại được làn da của mình. Đó, đây là lần thứ nhì sau khi đi Đà Lạt về Vân xài, thì là nó cũng không có suy xuyển là bao nhiêu. Đây mọi người nha, đây mọi người coi, nó bật tông rõ ràng luôn. Mọi người cứ thử đi, ôi trời, đây này, nó rõ ràng là nó bật tông luôn nè mọi người. Đó, chắc có lẽ bây giờ là Vân sẽ phải lên để mà Vân tắm lại. Còn cái việc mà Vân đã hứa là có nghĩa là Vân xài một cái sản phẩm nào mà Vân thấy nó khả thi, thấy nó có cái tác dụng tốt, giá cả thì vừa phải cho chị em phụ nữ, thì Vân sẽ giới thiệu. Và bây giờ cái sản phẩm này sẽ là một trong những sản phẩm mà Vân sẽ sử dụng nó thường xuyên, cho nên là Vân muốn giới thiệu cho mọi người. Và tiếp theo nữa, như nãy Vân nói á,
là mình sẽ dùng đến cái sản phẩm. Nếu như bây giờ mà Vân đi ra ngoài, Vân đi ra ngoài đường liền nha, thì Vân sẽ sử dụng cái kem ban ngày. Đây, cái kem ban ngày đây nha mọi người ha. Hay Vân dùng, tức là Vân bôi thử cho mọi người xem nửa tay này nửa tay kia nha. Đây, đây là cái kem ban ngày. Cái kem ban ngày này á, khi mà mình bôi lên đó, chút xíu nó, sau khi nó khô á, thì nó tạo cho cái làn da của mình nó giống như được đánh phấn vậy đó mọi người. Đó, cái kem ban ngày này á, nó có một cái tác dụng rất là nó rất là hay ở chỗ ngoài cái việc chống nắng ra, thì giống như cái bàn tay của mình á, được đánh phấn vậy đó. Đó, đây nè, mọi người thấy không? Hồi nãy thì là trắng, bây giờ thì là mịn màng. Đó, mà nó lại có cái mùi thơm nhẹ nhẹ như vậy, mà nó lại trắng hồng như vậy. Đó, là nó nhờ kem ban ngày. Đây, một chút xíu nữa thôi mọi người là nó khô ngay. Khô ngay và liền bây giờ luôn. Và mình cứ gọi là ung dung mình đi ra ngoài đường mặc áo sát nách bình thường, không có vấn đề gì cả. Với kem ban đêm á, thì mình xịt ít thôi nha mọi người. Tại sao lại ít? Bởi vì kem ban đêm á, cái độ ẩm nó nhiều hơn, nó không có cái độ mà hanh khô như là cái kem ban ngày, mà nó sẽ ẩm nhiều hơn để nó thẩm thấu, tức là trong suốt quá trình mình ngủ qua một đêm. Công nhận nội trợ, cho nên là đây nha, ví dụ như là Vân làm một cái liều lượng nhỏ như thế này thôi, bôi ra rồi sau đó Vân sẽ bôi trên cái cơ thể của mình, trên tay của mình. Đây mọi người thấy không, cái nó không hề làm một cái lớp mà như là phấn mịn, mà nó ẩm ướt hơn và nó sẽ giữ cái màu da nó đúng như cái nguyên thủy của mình. Tại vì nó là cái hoạt chất mà nó chứa đựng nhiều những cái vitamin để nó dưỡng cái màu trắng của mình, tức là cái độ trắng da sau khi mình sử dụng than hoạt tính, và nó làm cho da của mình mềm mại. Mình massage cho nó thẩm thấu sâu đến tận cùng của những lỗ chân lông rồi á, thì hoàn toàn mình đi ngủ yên tâm. Nó là một cái màu trong suốt, mọi người thấy nó khác hồi nãy đúng không? Nó vẫn giữ cái màu trắng nguyên thủy, chứ nó không có một cái lớp giống như là lớp phấn mà trang điểm cho cái đôi tay của mình. Đó, cái sự phân biệt giữa cái phân biệt và tác dụng giữa cái kem trắng, gọi là cái kem trắng nè, rồi cái kem dưỡng ban đêm, rồi cái kem dưỡng ban ngày, thì nãy giờ Vân đã tâm sự và giải thích tất cả cho mọi người nghe rồi nha. Mọi người nhớ giùm Vân nha. Đó, nhớ nha, mua ba cái này là mỗi một cái là 490 nha. Thì ba cái cộng vô được tặng thêm một cái này, thì nguyên một bộ về chỉ là giá 1.470.000 chia cho được 2 tháng. Mọi người nhớ nha. Mọi người ơi, nếu mà có ai theo dõi cái phần mà tư vấn cũng như giới thiệu về cái bộ combo Skin AEC này á, mà mọi người có muốn mua đó, thì mọi người cứ để cái số điện thoại của mình ở trên những cái comment đó ha, rồi là sẽ có nhân viên tư vấn lại cho mọi người đó, nha mọi người nha. Thì đó, chúc mọi người có một làn da trắng sáng nhé.